giải trí nơi quốc đảo Singapore. Palm Jumeirah, kỳ quan nhân tạo kỳ vĩ, nâng tầm đẳng cấp du lịch Dubai. Genting, thành phố vui chơi nghỉ dưỡng trên mây của Malaysia. Những cái tên thu hút hàng triệu lượt du khách đến tham quan, vui chơi và mua sắm mỗi năm. Những tâm điểm nổi tiếng hàng đầu, định nghĩa cho nền du lịch nghỉ dưỡng, giải trí đỉnh cao của một quốc gia. Mỗi địa danh đều mang trong mình những nét độc bản chẳng thể trộn lẫn, nhưng tất cả đều được xây dựng dựa trên một công thức bất biến. Chìa khóa làm nên sự thành công cho bất kỳ siêu quần thể all-in-one nào nổi tiếng trên thế giới. Vui chơi giải trí, du lịch nghỉ dưỡng và thương mại dịch vụ. Tọa lạc tại phía Bắc đảo Ngọc hoang sơ và kỳ vĩ, Việt Nam cũng sở hữu cho mình một siêu quần thể mang tên Phú Quốc United Center, mang trong mình sứ mệnh khởi sinh đảo Ngọc Thiên Đường, chắp cánh cho nền du lịch Việt Nam bay cao bay xa. Siêu quần thể du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ lớn nhất Việt Nam và hàng đầu châu Á, hội tụ trọn vẹn bộ ba chân kiềng mở lối thành công. Sở hữu những giấc mơ mà mọi thiên đường vui chơi giải trí trên thế giới hằng ao ước, siêu quần thể thành công thu hút và giữ chân du khách, tạo nên những trải nghiệm đầy cảm xúc cho bất cứ ai từng ghé thăm. Đó là công viên chủ đề quy mô bậc nhất Việt Nam VinWonders, đưa du khách lạc vào những nền văn minh nổi tiếng, các câu chuyện cổ tích, giai thoại thế giới thần kỳ mà không đâu có được. Với 6 phân khu, 12 chủ đề, hơn 100 trò chơi, VinWonders chính là thỏi nam châm thu hút du khách từ mọi lứa tuổi. Đặc biệt, cung điện Hải Vương thuộc công viên chủ đề mang trong mình 5 thế giới đại dương kỳ thú. Với cung điện băng giá, kho báu đại dương, vương quốc khổng lồ, lãnh địa cá mập, thế giới cá mập và vùng biển lãng du, và những show diễn độc đáo sẽ đưa du khách đắm chìm trong miền đất nơi đáy biển xanh cùng hơn 255.000 sinh vật biển. Đó là casino 5 sao đầu tiên cho người Việt, Corona Casino, mang đến trải nghiệm chỉ có thể tìm thấy tại những sòng bạc nước tiếng như Las Vegas, Macau, cho những vị khách sang trọng đẳng cấp. Đó là vườn thú bán hoang dã đầu tiên tại Việt Nam, Vinpearl Safari, nơi con người hòa mình cùng thiên nhiên, khám phá rừng sâu với trải nghiệm người nhốt thú thả đặc trưng, gắn kết gia đình bằng tiếng cười của ông bà và sự hân hoan thích thú của con trẻ. Đó là Vinpearl Golf đẹp nhất Việt Nam và hàng đầu châu Á, tạo nên những niềm vui bất tận về những đường fairway và những cú swing tuyệt đẹp, những đường bóng hole in one đáng nhớ với mọi golf thủ. Đó còn là bộ ba show diễn triệu đô hoành tráng, tinh hoa Việt Nam, sân khấu trên mặt nước đậm chất sử thi Việt, sắc màu Venice, vũ khúc ánh sáng trên sông ngập tràn không khí lễ hội châu Âu, và Once, tác phẩm nghệ thuật về một thế giới cổ tích đa sắc màu. Đến với du lịch nghỉ dưỡng, siêu quần thể sở hữu hệ thống khách sạn resort lên tới 12.000 phòng, có thể đáp ứng nhu cầu của mọi phân khúc, từ tối giản, thông minh, Vin Holidays đến cao cấp, sang trọng như Vinpearl Resort and Spa Phú Quốc, Vinpearl Resort and Golf Phú Quốc, Vin Oasis Phú Quốc. Với hàng loạt dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế, đem đến những trải nghiệm gia tăng và đáp ứng mọi nhu cầu lưu trú nghỉ ngơi của hàng triệu du khách suốt 365 ngày đêm. Siêu quần thể còn là tâm điểm giao thương sầm uất và thương mại đỉnh cao, nơi sở hữu nền kinh tế đêm tại thành phố không ngủ Grand World và tổ hợp shop thương mại VinWonders. Với phong cách thiết kế độc đáo, hội tụ tinh hoa kiến trúc thế giới, mang tới những trải nghiệm mua sắm hàng đầu cho du khách và cơ hội kinh doanh đầy tiềm năng với nguồn thu khổng lồ đều đặn cho những nhà đầu tư thông thái. Nơi tận hưởng những trải nghiệm mua sắm, nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới, nơi đắm chìm trong vũ trụ giải trí bất tận, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa toàn cầu. Một điểm đến mọi trải nghiệm. Siêu quần thể All in One, Phú Quốc United Center.